Doãn Hải My trả lời khéo léo khi bị hiểu lầm đeo nhẫn đính hôn với Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là cặp trai tài gái sắc nổi bật nhất làng bóng đá Việt hiện tại. Gần đây, nàng quắc Doãn Hải My gây chú ý với bức ảnh đeo chiếc nhẫn có gắn số 5 trên tay. Số 5 là số áo thi đấu đã gắn bó với bạn trai cô, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, từ nhiều năm nay. Hải My không tác tên Văn Hậu nhưng lời đề tựa cho bức ảnh là biểu tượng hình trái tim và số 5 thương hiệu. Phía đàn trai cũng nhanh chóng vào thả tim tương tác cùng bạn gái ở cả Facebook và Instagram. Khi một người quen bình luận tưởng nhận đính hôn, Doãn Hải My đã nhanh chóng có câu trả lời khéo léo, cô cứ trêu con. Trước đó, Văn Hậu cũng nhiều lần được bạn bè, người quen và người hâm mộ giục sớm làm đám cưới với Doãn Hải My, anh trả lời lấp lửng như đó là câu chuyện của tương lai. Bởi cặp đôi vẫn còn rất trẻ. Điều đặc biệt hơn, bức ảnh Hải My đeo nhẫn số 5 được chụp ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm khi Văn Hậu đang cùng đội tuyển Việt Nam tập trung thi đấu hai trận giao hữu dịp FIFA Day tháng 6 vừa qua. Bức ảnh như lời cổ vũ, động viên của người đẹp dành cho Văn Hậu từ khoảng cách xa. Đến ngày diễn ra trận đấu, Hải My cũng đã có mặt trên khán đài tiếp lửa Văn Hậu và các đồng đội. Hôm ấy, Doãn Hải My đi cùng bố mẹ của Văn Hậu. Cặp đôi có màn tương tác đáng yêu ngay sau khi trận đấu kết thúc trước mặt phụ huynh khiến dân mạng ngưỡng mộ. Ở tuổi 24, Văn Hậu đang ở đỉnh cao sự nghiệp khi có vị trí vững chắc ở đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ. Anh cũng có nhà, có xe sang và nền tảng tài chính không phải dạng vừa. Về phía Doãn Hải My, mỹ nhân sinh năm 2001 mới tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Theo tiết lộ từ bà Mai Đoàn, mẹ của Doãn Hải My, bạn gái Văn Hậu có dự định tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành. Cô nàng đã nhận được một học bổng đáng mơ ước, nhưng vẫn chưa chính thức khoe với người hâm mộ.